giá Toncoin Tron đang tăng trở lại nhờ các tín hiệu tích cực từ phía nhà đầu tư. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ phát biểu trực tiếp tại hội nghị Bitcoin sắp tới ở Nashville, bất chấp vừa trải qua một vụ ám sát ở Boulder, Pennsylvania. Cộng đồng tiền điện tử đã khởi động tuần mới với một loạt dự án xung quanh việc các quỹ Ethereum Spot ETF ở Hoa Kỳ sẽ được ra mắt vào tuần này. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Giá Toncoin Tron đang tăng trở lại nhờ các tín hiệu tích cực từ phía nhà đầu tư. Niềm tin của các holder Tron đang tăng, cho thấy altcoin này có thể đạt mức cao mới trong tháng này. Hiện tại, giá Tron đang củng cố gần mức cao nhất mọi thời đại là 8,28 đô la, được hỗ trợ bởi các holder Tron, những người vẫn giữ thái độ lạc quan. Bằng chứng cho sự tin tưởng này là chuyển dịch nguồn cung từ trader ngắn hạn sang holder trung hạn, khi 4% nguồn cung của Tron được chuyển vào ví của nhóm holder trung hạn. Rõ ràng họ đang kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Không chỉ vậy, các nhà đầu tư còn hành động để biến điều này thành hiện thực. Các địa chỉ hoạt động hiện đang ở mức trung bình như khi Tron đạt mức cao nhất trước đây, cho thấy sự tin tưởng vào việc lặp lại các sự kiện. Sự gia tăng người tham gia của mạng lưới và khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao, cải thiện tính thanh khoản là dấu hiệu tốt cho bất kỳ tài sản tiền điện tử nào. Sau khi giảm từ mức cao 7,7 đô la vào ngày 11 tháng 4 xuống mức thấp 4,6 đô la trong 3 tuần, giá Tron đã phục hồi. Động thái này đưa giá lên mức cao mới ở 8,3 đô la vào giữa tháng 6, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng. Chỉ số RSI hàng tuần cũng hình thành sự phân kỳ tăng giá ẩn và nằm trên 50, báo hiệu phe bò đang kiểm soát thị trường, cho thấy giá Tron có khả năng bứt phá lên mức cao hiện tại và tăng lên mức kháng cự tiếp theo ở 9,6 đô la. Việc vượt qua mức này có thể giúp Tron tăng lên mức kháng cự FIBO tiếp theo ở 12,7 USD, tương ứng với mức tăng 69,41% từ giá hiện tại. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ phát biểu trực tiếp tại hội nghị Bitcoin sắp tới ở Nashville, bất chấp việc vừa phải trải qua một vụ ám sát ở Boulder, Pennsylvania. Hội nghị Bitcoin, một sự kiện tiền điện tử phổ biến, dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa. David Bailey, CEO BTC Inc. cho biết, ban tổ chức sự kiện hiện đang mong đợi các biện pháp an ninh bổ sung tại hội nghị, nơi ông Trump sẽ là diễn giả chính. Ban tổ chức cho biết thêm rằng, họ đang tích cực hợp tác với các nhóm an ninh và tất cả các bên liên quan để đảm bảo sự an toàn. Việc tái khẳng định sự tham dự của Trump diễn ra sau một nỗ lực ám sát bất thành, nhắm vào cựu tổng thống tại một cuộc meeting chính trị ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, cho thấy sự khốc liệt của cuộc đua tổng thống năm 2024. Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đã nhanh chóng được mật vụ đưa đi bằng xe bọc thép sau vụ nổ súng. FBI đã xác định tay súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Các câu hỏi ngay lập tức nảy sinh xoay quanh các điểm dừng chiến dịch sắp tới của Trump, bao gồm sự kiện thường niên được các Bitcoiner ưa chuộng sau khi khoảng 12.000 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại hội nghị năm ngoái ở Miami. Sự kiện sắp tới tại Nashville dự kiến sẽ thu hút khoảng 20.000 người. Bailey cho biết, hội nghị Bitcoin năm ngoái có sự tham gia của nhiều tiếng nói ủng hộ tiền điện tử trong giới chính trị, bao gồm ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr., thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Katina Glamis và thị trưởng Miami thuộc đảng Cộng hòa Francis Suarez. Năm nay, Kennedy dự kiến sẽ trở lại cùng với Glamis với sự xuất hiện của các thượng nghị sĩ Cộng hòa Tennessee và Massa Blackburn và Bill Hagerty. Cộng đồng tiền điện tử đã khởi động tuần mới với loạt dự án xung quanh việc các quỹ Ethereum Spot ETF ở Hoa Kỳ sẽ được ra mắt vào tuần này. Nat Jarasi, chủ tịch ETF Store, dự đoán việc phê duyệt quỹ này sắp xảy ra. Các nhà phân tích và lãnh đạo ngành như Matt Hawkins từ Bitwise Assets, Managaman cũng tỏ ra lạc quan, cho rằng sự phê duyệt này sẽ thu hút sự quan tâm và đầu tư đáng kể vào Ethereum, có khả năng tái định hình thị trường tiền điện tử. Jarasi đã gây xôn xao trong cộng đồng tiền điện tử khi dự đoán việc phê duyệt Ethereum Spot ETF trong tuần này. Trên mạng xã hội, anh chia sẻ rằng anh tin tưởng đây sẽ là tuần phê duyệt các quỹ Ethereum Spot ETF, vì hiện đã không còn lý do nào cho việc trì hoãn thêm vào thời điểm này. Dự đoán của Jarasi đến sau các cuộc thảo luận và hồ sơ pháp lý liên quan đến Ethereum ETF với các sửa đổi tối thiểu trong hồ sơ gần đây cho thấy việc phê duyệt đang tiến gần hơn.
GRC cũng lưu ý sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản tiền điện tử từ các nhà đầu tư tổ chức và cố vấn tài chính. Anh cho rằng nhu cầu đối với Ethereum có thể tương tự như thành công của các ETF Bitcoin. Các nhà phân tích thị trường tin rằng ETH có thể tăng giá sau khi các quỹ này ra mắt. Với Michael Vance, The Poppies, nhà sáng lập MN Trading, cho rằng Ethereum Spot ETF có thể đẩy mạnh sự thống trị của nó trên thị trường. Tính đến chiều nay, ETH đang trao đổi tại $3,362, tăng gần 5% trong ngày, theo dữ liệu từ CoinGecko. Theo báo cáo của hãng thông tấn TASS, Ủy ban Thị trường Tài chính State Duma đã khuyến nghị Hạ viện Nga phê duyệt dự luật quản lý hoạt động khai thác BTC và Altcoin. Dự kiến dự luật này sẽ được xem xét vào ngày 23 tháng 7, được đề xuất bởi đại biểu Attorney Asakov. Dự luật nhằm tạo ra môi trường pháp lý cho hoạt động khai thác tiền điện tử hiện đang tồn tại trong vùng xám pháp lý tại Nga. Dự luật sẽ cung cấp khuôn khổ rõ ràng cho các pháp nhân và các cá nhân tham gia khai thác. Dự luật quy định rằng chính phủ Nga theo thỏa thuận với ngân hàng Nga sẽ thiết lập các yêu cầu đối với các cá nhân và pháp nhân tham gia khai thác tiền điện tử, bao gồm cả pool khai thác. Bộ Phát triển Kỹ thuật số sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu này. Chỉ các công ty Nga đã đăng ký và doanh nhân cá nhân được phép khai thác tiền điện tử, trong khi cá nhân riêng lẻ có thể khai thác trong giới hạn tiêu thụ năng lượng đặt ra. Chính phủ sẽ thiết lập thủ tục duy trì sổ đăng ký thông qua các hành vi chuẩn mực. Ngoài ra, dự luật sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát lưu thông tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác. Chính phủ có quyền hạn chế khai thác ở một số khu vực nhất định. Dự luật cũng cấm quảng cáo và lưu hành tiền điện tử. Thợ đào phải báo cáo hoạt động của mình và cung cấp mã định danh địa chỉ cho cơ quan chính phủ, đồng thời bị cấm kết hợp khai thác với các hoạt động liên quan đến điện. Gần đây, Nga đang đẩy nhanh việc quản lý tiền điện tử trong bối cảnh các lệnh trừng phạt sau cuộc xâm lược Ukraine. Quốc gia này tìm kiếm cách tăng cường thanh toán quốc tế và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây. Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc được cho là đang xem xét trì hoãn việc đánh thuế lợi nhuận đầu tư tiền điện tử từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 1 năm 2028. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng và dự kiến sẽ công bố các sửa đổi luật thuế vào cuối tháng này. Trước đây, thuế thu nhập từ tiền điện tử đã bị hoãn 2 lần. Việc trì hoãn này do hệ thống chuẩn bị chưa đầy đủ. Một số ý kiến cho rằng chính sách thuế đang bị ảnh hưởng bởi ý kiến của các đối tượng nộp thuế. Theo tài liệu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, số lượng nhà đầu tư tiền điện tử trong nước đã đạt 6,45 triệu người vào cuối năm ngoái, trong đó độ tuổi 30 và 40 chiếm phần lớn. Luật thuế này được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in và dự kiến áp dụng từ tháng 10 năm 2021, nhưng đã bị hoãn đến tháng 1 năm 2023, sau đó đến tháng 1 năm 2025. Bởi chính phủ hiện tại của Tổng thống Yoon Suk-yeol, do lo ngại về gánh nặng cho nhà đầu tư và sự hỗn loạn trên thị trường. Nếu thuế tiếp tục bị trì hoãn đến năm 2028, tổng thời gian hoãn sẽ là hơn 6 năm. Một số người chỉ trích rằng chính sách thuế đang bị ảnh hưởng quá mức bởi ý kiến của các đối tượng nộp thuế. Họ cho rằng hệ thống và quy định chưa đủ hoàn thiện để thực hiện việc đánh thuế một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính phủ đã có đủ thời gian để chuẩn bị. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 17:30 là 2,412 nghìn tỷ đô la, tăng 3,7% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 62.661 đô la, tăng 4,2% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.345 đô la, tăng 4,3% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 560 đô la. Crypto.net VN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.